tất cả các đồng chí lãnh đạo, quý vị ban giám khảo và các bạn đoàn viên thân mến. Tôi tên Trần Thị Trúc Mai, là đoàn viên tham gia sinh hoạt tại Đoàn Thanh niên phường 2. Hôm nay đến với cuộc thi vẽ tranh cổ động tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đoàn Thanh niên phường 2 chúng tôi mong muốn lan tỏa những hình ảnh đẹp và cổ vũ thanh thiếu nhi, các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Kính thưa các bạn đoàn viên thân mến, bầu cử là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói chung và thành lập cơ quan quyền lực của nhà nước ở trung ương và địa phương nói riêng. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, gắn liền với công tác cán bộ liên quan đến trách nhiệm của các cấp, các ngành. Thể hiện quyền làm chủ của công dân, lựa chọn ra những tấm gương tiêu biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bài thuyết trình của đơn vị phường 2 đến đây là kết thúc. Xin kính chúc cho hội thi diễn ra thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.